Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tự sửa chiếc quạt điện nó không chạy khi chúng ta cắm điện. Thì cái quạt cánh quạt nó quay rất là chậm, nó sẽ quay từ từ chậm như này. Và khi chúng ta để tay đặt tay đây thì cảm giác cái cánh quạt rất nặng để xoay. Thường thì một lúc sau khi chúng ta cắm thì quạt nó sẽ tự động quay, hoặc là chúng ta phải sử dụng lực để đẩy cánh quạt như này một lúc thì nó mới chạy được. Nguyên nhân cái quạt nó bị cứng trục không chạy thì có hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là do một cái trục của quạt nó bị khô dầu, và nguyên nhân thứ hai thường xảy ra hơn đó là chiếc quạt khi mà chúng ta treo lên tường hoặc là chúng ta di chuyển khi nó quay xoay thì nó sẽ bị tác động lực vào làm các ốc của chiếc quạt nó bị lỏng, khiến cho cái trục tâm chiếc quạt sẽ bị lệch, vì vậy nó sẽ không quay được khi mà chúng ta bật dụng cụ để sửa quạt. Chúng ta cần có một chiếc kìm, một cái tô lô vít 4 cạnh, một tờ giấy ăn khô, một ít dầu nhớt xe máy. Và bây giờ chúng ta hãy bắt đầu tháo cái đuôi của chiếc quạt ra. Chúng ta có thể bỏ cái phần đá bạc này để tháo cái quạt cho nó dễ hơn. Việc tiếp theo là chúng ta sẽ mặt tiếp theo 4 con ốc của chiếc quạt này ra. Chúng ta lưu ý là khi tháo ra và lắp vào, chúng ta không nên tháo theo thứ tự mà chúng ta nên tháo so le. Chúng ta tháo lỏng từng chiếc một theo thứ tự, rồi khi chúng ta tháo lỏng hết ra thì chúng ta mới bắt đầu tháo rời tất cả. Việc này để tránh cho chiếc quạt nó bị xô lệch. Sau đó chúng ta hãy lật ngược lại chiếc quạt, dùng một tay kéo nhẹ chiếc quạt lên. Chúng ta sẽ thấy cái phần quạt này có thể kéo lên kéo xuống. Sau một thời gian không sử dụng thì cái phần ở giữa này nó đã bị rỉ sét, nhất là mùa đông chúng ta không sử dụng. Việc tiếp theo là chúng ta hãy dùng cái giấy ăn, hãy lau khô cọ kỳ cọ một chút để đánh hết càng mạnh càng tốt, để cho cái rỉ sét nó sẽ bị bong chóc ra. Tiếp theo hãy dùng dầu xe máy để nhỏ vào trục giữa của chiếc quạt này. Chúng ta lưu ý là sẽ xoay tròn và nhộn và đổ vào cái trục giữa của quạt. Sau khi đổ dầu xung quanh, chúng ta có thể dựng ngược chiếc quạt lên và nhấc lên nhấc xuống để cho dầu mỡ nó chảy vào trong, làm cho chiếc quạt trơn tru hơn. Chúng ta có thể làm lại như này nhiều lần và tra lại dầu khoảng 3-4 lần. Chú ý là mỗi lần tra chỉ nên tra một chút, không nên tra nhiều quá. Sau khi tra xong, chúng ta có thể dùng tay để quay thử chiếc quạt. Nếu như chiếc quạt quay nhẹ, cảm giác nhẹ thì có nghĩa là cái trục này nó đã làm việc. Chúng ta có thể dễ dàng cảm nhận với so với lúc đầu là chúng ta xoay chiếc quạt rất nặng và bây giờ rất nhẹ. Và bây giờ chúng ta hãy thử cắm điện để thử xem chiếc quạt đã hoạt động hay chưa. Chúng ta có thể đấu thêm một cái công tắc của nhót ở một cái đầu dây âm hoặc dây dương, chúng ta cắt ra và chúng ta đấu vào một đầu dây. Thì việc này sẽ đơn giản hơn là chúng ta mỗi lần chúng ta bật quạt, chúng ta không cần phải giật cái công tắc nữa khi mà công tắc bị hỏng hoặc là cái điều kiện bị hỏng. Chúng ta chỉ cần cắm vào ổ điện và khi chúng ta dùng, chúng ta chỉ cần bật công tắc là quạt sẽ tự động chạy. Và bây giờ chiếc quạt đã hoạt động bình thường trơn tru, không còn cái hiện tượng quay lờ đờ một lúc hoặc là cần phải mớm nó mới chạy được. Vậy là chiếc quạt này đã được sửa thành công.